Từ ngày phát hiện bệnh tới giờ đi một mình không à, mẫu cũng một mình luôn. Được rồi, nó mẫu hồi trong Tết nó mẫu cái này ra chỉ một mình thôi. Nằm lại đêm sáng là bác sĩ cho xuất viện, ra mướn nhà trọ ở chứ không cho nằm trong viện. Rồi cũng ráng đi cái nó bứt hết cọng chỉ, giờ ruột nó xéo xéo xéo. Thu Uyên, mến chào cô chú anh chị đang theo dõi GoFood. Hôm nay thì con đang ở bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 để thăm lại một hoàn cảnh mà trước đây kênh đã từng chia sẻ rồi. Và hôm nay thì chị ấy đang điều trị ở trên bệnh viện. Trong cái lúc mà Thu Uyên ngồi đây chờ thì có nghe được mấy cô người nhà bệnh nhân, người ta họ chia sẻ có một cái hoàn cảnh của một ông chú này đang chữa trị, nhưng mà nghe đâu là hết cái tiền điều trị rồi và đi xuống quanh quanh ở dưới đây lang thang để xin tiền người ta về quê. Thì cụ thể tình hình của ông này thì em cũng chưa biết ra sao nữa. Mà nghe mọi người nói, Thu Yên hỏi thì mọi người nói là ông chủ này mặc cái áo màu vàng vàng, áo sơ mi á, đội cái mũ thì nãy có cho mới tả qua cho Thu Yên. Còn con đang ở dưới tầng trệt để xem thử là chú đó là cái chú nào ở dưới đây. Chắc là Thu Yên sẽ đi quanh quanh và xem thử là nếu có gặp được chú ấy không. Nếu mà con gặp được thì con cũng sẽ hỏi cụ thể hơn. Nếu mà may mắn thì giúp được cái gì cho chú ấy thì càng tốt. Thì bây giờ chắc là Thu Yên cũng sẽ tranh thủ đi luôn. Ở xung quanh Thu Uyên đây là cái khung cảnh mà buổi trưa đầu giờ chiều người ta họ đang nghỉ ngơi để chờ để chiều để đi khám, mà người ta bây giờ đang nằm nghỉ ở xung quanh đây rất là nhiều nữa. Chắc là tôi sẽ lên góc trên này để xem mọi người ở đây đông quá. Mới có tìm được may mắn tìm được cái chú ấy không nữa. Chú cho con hỏi là chú phải là chú Tài không ạ? Con hồi nãy con có thấy mọi người giới thiệu là cái hoàn cảnh của mình đang gặp khó khăn á, nên là giờ mới tìm được chú đây. Chú ngồi đây với con xí, con nói chuyện với chú một xí đã ha. Định đi lên tỉnh 1 giờ khám, Sao vậy chú? ý là định đi lên tỉnh 1 giờ khám á. Dạ thưa cô chú anh chị, lúc nãy thì Thu Uyên có gặp anh Tài tại bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Thì trong lúc mà anh em có gặp nhau và trao đổi qua thì bác sĩ đã gọi lại anh để quay lại khám bệnh tiếp, và anh Tài đã sau khi khám bệnh xong thì anh đã ra ngoài thuê một căn trọ, và sau đấy thì anh có gọi lại cho Thu Uyên, và Thu Uyên và anh Tài đang gặp nhau tại căn phòng. Thì Thu Uyên cũng sẽ hỏi thăm tình hình bệnh tật của anh ra sao mà thấy anh đi lang thang xung quanh đấy. Dạ em chào anh Tài, Em thì chào anh anh. cho em hỏi một xí là lúc trưa thì em có được cái mấy bệnh nhân ở trong bệnh viện á có nói về hoàn cảnh của anh thì đang đi lang thang trong phòng bệnh, mà nghe đâu á là bác sĩ bảo mình sẽ tiếp tục điều trị nữa, nhưng mà nghe đâu là điều kiện kinh tế không đủ nên mình đòi về hả anh ha? Dạ đúng rồi. Rồi anh nói to to lên một xí, anh chia sẻ em sao mà bệnh tật mình đi mình bị sao vậy? Nói chung em cũng là ung thư đại đại trực tràng, ung thư trực tràng Giai đoạn mấy anh? giai đoạn 3-4. Rồi anh đi khám trên này được lâu chưa? Ở bên cơ sở 1 bệnh chuyển qua hồi 15 tháng 2 mà không có tiền, tới nay mới qua khám lại. Đây là tháng 6 rồi. Tháng 6 do là điều kiện kinh tế mình không đủ nên bây Đúng rồi. một chậm một tháng mình mới qua bệnh viện mình khám lại đây 2 tháng mấy, gần 3 tháng rồi. 2 3 tháng. Vậy bác sĩ có nói sao mà để vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cơ thể không? Nói chung là để thời gian lâu quá, bây giờ hồi xưa bác sĩ khám là nó nói là nó ăn vô gần tới bụng đáy rồi, có rễ có cuốn vô gần tới bụng đó rồi, với lại có hiện tượng có mủ nữa, thì gần cái khối u xong đó. Rồi hôm nay anh có đi lên khám với ai không? Đi có mình. Có mình thôi à? Rồi còn vợ anh đâu rồi? Con cái sao? Vợ con nói chung thôi lâu rồi, con ở chung với mẹ, giờ sống với ông già mà ông già cũng bệnh đang nằm viện mà chưa xuất viện nữa. Ông già bị tim với gút với phổi. Hiện tại anh đi khám như thế này là còn ba của anh là bác ở nhà một mình và đang ở bệnh viện nữa. Đang ở bệnh viện tỉnh Tây Ninh Rồi bác lớn tuổi chưa anh? 6 6 6 7 1956. Rồi anh đi như thế này thì ở nhà công việc rồi anh lo toan như thế nào? Sắp xếp ra sao? Việc ở nhà thì bỏ nhà chứ giờ 2 cha con nằm viện hết thì ai lo gì đâu, có 2 cha con. Chú anh làm nghề gì ạ? À? Trước thì ở ngoài Bình Thuận thì đi biển, mà về 5 6 năm đây là ở quê cũng đi làm hồ, đi nhổ mì.
Rồi làm sao anh biết được mình bị bệnh rồi lên đây khám? Hồi xưa hồi năm ngoái rồi phát hiện bệnh ra là đi khám bác sĩ tư ngoài là nói rối loạn tiêu hóa không à, mà đi cầu miết cầu miết chịu hết nổi rồi, là lúc đó nó bích là đi không ra nữa, mắt cứ mắt đi mà đi không ra nữa, xuống 115 á, nội soi phát hiện ra là đã giai đoạn 3 rồi. Từ trước đến giờ anh Tài đi khám một mình hay là có ai đi theo phụ hỗ trợ cho anh nữa? Đợt từ hồi bên cơ sở một đi cũng đi có mình, lúc trước mổ cũng đi có mình Khi đấy, mổ anh cũng đi một mình luôn. đúng rồi. Rồi anh đã chữa trị những gì và ở bệnh viện nào? Lúc trước là trị ở bên ông bú một bên Bình Thạnh, bên cơ sở một thì mổ cái hậu môn nhân tạo này ra để đi tạm thời đi cầu mình nè, nó phải có cái khối u ở trong gần hậu môn á, rồi mới xạ tia vô quá chất vô quá rồi Mổ sau đó là tiếp tục mà xạ trị. xạ trị vô quá, vừa 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 quá vừa xạ luôn. Lúc trước đó là hồi đầu á, bên phát hiện bên 115 á, nằm bển một gần một tháng hai mấy ngày là không có bảo hiểm, cái về về quê chờ mua bảo hiểm 80%, cái là điều trị ở dưới cơ sở một á, thì bước đầu năm 2023 là nó có bảo hiểm 100%, nhưng mà bảo hiểm 100% cũng phải đóng tiền vô. Thì đợt này trực sáng á, gặp bác sĩ là khám là bây giờ mổ tiền cũng phải đóng, nhưng mà không biết đóng bao nhiêu, ngày mai mới là có kết quả, phải vô hóa chất nữa. Mấy lần trước thì anh mỗi lần đi khám như vậy thì tốn tiền bao nhiêu? Một lần anh đi làm, một lần anh đi khám chữa trị. Chung năm ngoái là em điều trị tiền của em không á là 170 triệu. 170 triệu này là anh tự mình, một mình anh xoay sở. Có ai họ hàng hay anh chị em anh giúp đỡ không? 170 triệu với họ hàng này kia nọ, với mọi người quân cho họ cũng hai mấy triệu Anh chỗ phần này nè. Rồi vợ anh rồi đâu? Vợ anh rồi. thôi. Năm 2016 sanh có đứa con ra, 2015 thì 2016 đi biển nhà nó đi 3 tháng mới vô bờ, là thì nhà nó đi theo người mới, Lúc đấy là con đi theo mẹ luôn. thì nó ẵm đi theo con mới đẻ được có 1 tuổi mà, tuổi mấy mà. Anh bệnh rồi anh đi chữa trị như thế này thì vợ anh có biết không? Có gọi hỏi thăm anh không? Có biết nhưng mà bữa giờ điện gặp con không được, nó chặn đi cuộc gọi luôn. Rồi sắp tới đây thì anh đã đi khám bệnh viện thì bác sĩ nói sao? Sắp tới là sẽ làm những cái phẫu thuật gì? Thì sắp tới này là mổ mổ xong hóa, mà bác sĩ cũng phải đóng, mà cái khoản bao nhiêu hỏi bác sĩ nói ngày mai là nên là khám tim mạch lại, tại vì tim mạch có vấn đề, lúc trước là có hạch rồi, hạch hạch nội cổ Hạch nội cổ à? Là bây giờ nó đã lành sưng tính, không? lành tính là chọt kim rồi, lành tính không có phát triển ra nữa, nhưng mà rồi vậy không có đụng, lúc đó là rồi nó thốn thốn, mình này không có thốn nữa, với lại tăng qua tim đó. Anh đã bị di căn rồi. Đúng. Còn anh cho em xem cái hồ sơ của anh được không? Thì cái hồ sơ chuyển viện này là cái giấy này đã ghi rõ hết trong đây, rồi chuyển qua bên cơ sở một, chuyển qua bên đây luôn, có tim tim mạch nó ghi tim mạch luôn. Dạ. Thì trên tay Thu Uyên là giấy chuyển viện của anh Tài. Thì anh từ cơ sở 1 người ta chuyển anh qua cơ sở 2 để tiếp tục điều trị. Và như bác sĩ có nói là sắp tới sẽ làm mổ nữa. Nó Rồi anh chuẩn bị chi phí lo sao rồi? nói chung là bữa nay đi có mấy trăm ngàn đi tám thôi, chứ chưa có tiền để lo để mổ vô nữa. Thì bữa nay ký giấy xong xuôi rồi, ngày mai cái hẹn bác sĩ hẹn ngày mổ, nhưng mà không chắc là không có mổ, tại mình cũng có khả năng mình đóng tiền á, về ở nhà chừng khi nào mà có khả năng đó mình mổ, không có thì nghỉ đi luôn. Sẽ từ bỏ luôn. Mà hiện tại giờ bác sĩ hồi trưa ổng nói là nó mọc rễ vô tới bọn đái rồi, không mổ là không được, mổ phải cắt bọn đái bỏ luôn, nó truyền qua một chỗ này luôn,
vừa vừa phân mà vừa nước tiểu ra đây luôn. Giờ đi động mạnh ha, ngồi lâu thì cái ruột nó lồi ra. Ồ, đây là cái ruột ấy hả? Dạ, cái ruột nó phân phân đi ra đây. Cái chỗ này của anh bây giờ có đau gì không? Có đau đớn hay là có phải Thì dùng nó cái gì lồi ở ra, đâu không? lồi lồi ra thì nó đau, còn nằm xuống nó không lồi, nó không đau, đi đứng cũng bất tiện. Thu Nguyên cũng vừa mới xem giấy khám bệnh của anh Tài. Bác sĩ chẩn đoán của anh là ung thư trực tràng giai đoạn 3, mà anh chia sẻ là bác sĩ mổ thì nói anh là đang nằm ở giai đoạn 4 rồi. Thì bây giờ khi mà chuyển sang cơ sở 2 thì sẽ chuẩn bị là mổ lần tiếp theo nữa. Thì anh đã chuẩn bị tiền bạc cho ca mổ như thế nào rồi ạ? Nói chung là tiền bạc bây giờ không có là không có chuẩn bị được, tại vì mình không có. Rồi ngày mai khám tim xong cái về nằm đó chờ, chứ giờ tiền không có. Nếu như ngày mai nếu khám xong và bác sĩ kêu anh mổ thì anh sẽ làm sao? Mổ thì cũng ký tên rồi, chiều ký tên rồi, nhưng mà giờ về về trả trên nhà mà từ từ tính sao, chứ giờ biết sao tính nha. Rồi anh lên đây thì anh đã chuẩn bị tiền bạc rồi, chỉ để là kiểm tra thôi chứ không có ý định mổ nữa hả? Đúng rồi, Mà hồi sáng đó, đi ra là người ta chở đi á, thằng em nó chở đi ra bến xe đón xe đi, đội nón theo về, đội về theo về đội tính là Tây đi Ninh lên đây thì anh đi xe đò à? xe đò, đi xe đò lên bến xe ăn sương, bến xe ăn sương xong rồi đi xe buýt qua đây. Một lần đi như vậy thì chi phí nhiều không anh? Đi là từ bến xe đi tới bến xe Tây Ninh, đi xuống tới bến xe An Sương là 130.000, rồi đón xe buýt đi qua đây 7.000, 537.000. Là người Bị ta phát hiện ra là đi cầu đâu được đâu, bác sĩ phải mổ ra ngoài để đi tạm thời ngoài, bây giờ là bỏ vô không, bỏ vô trong, bác sĩ nói bỏ vô trong không được nữa. là suốt đời phải mang cái túi như này. Giờ suốt đời mang cái túi như vậy. Giờ có cái cuốn đi ăn sâu vô tới gần tới bụng đáy rồi, Nếu mà không phẫu thuật thì bác sĩ nói sao? thì không, bác sĩ nói mổ gấp thôi, chứ đi của mình bác sĩ cũng không nói rõ, tại vì một mình bác sĩ nói giờ cái này bắt buộc phải mổ, bác sĩ nói vậy đó, bắt buộc phải mổ, không Anh đi mổ không có người thân thì bác sĩ có yêu cầu là phải có người thân ký giấy cam kết rồi họ mới tại mổ. tại vì hồi đó giờ đó là đi từ ngày phát hiện bệnh tới giờ đi một mình không à, mổ cũng một mình luôn. Được rồi, nó mổ hồi trong Tết, nó mổ cái này ra chỉ một mình thôi, nằm lại đêm sáng là bác sĩ cho xuất viện, ra mướn nhà trọ ở chứ không cho nằm trong viện. Rồi cũng ráng đi cái nó bứt hết cọng chỉ, giờ ruột nó xéo xéo xéo. Nhà mình đông anh chị em không anh? Chị thì ở chung với mẹ từ nhỏ lớn, ba anh em sống có ba anh em, mà giờ em nhỏ em gái thì cũng có gia đình riêng hết rồi, mà hoàn cảnh cũng khổ, chung giúp không được cái gì hết, không cho được cái gì hết, lâu lâu về mua này mua nọ cho thôi, chứ tiền bạc cũng khó. Dạ thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Thu Uyên gặp anh Tài cũng là một cái hoàn cảnh mà bất chợt thì Thu Uyên mới gặp được thôi. Và sau khi Thu Uyên nghe câu chuyện của anh Tài chia sẻ thì mình cũng rất là cảm thông trước một người đàn ông mà phải đi tất cả các quá trình điều trị của anh đều đều đi một mình và một mình tự chữa bệnh rồi tự lo, tự chăm sóc bản thân. Và hôm nay khi mà anh quay lại bệnh viện anh tái khám á, thì anh chỉ cũng cũng một mình anh thôi, xách thêm một cái ba lô rồi lên khám chữa bệnh rồi ra ngoài thuê trọ ở. À, theo như dự định đó, thì ngày mai anh sẽ quay lại bệnh viện để tiếp tục khám. Thì không biết là kinh phí thì anh còn được nhiều không? Rồi khám bảo hiểm hay sao? Nói chung giờ trong người tôi giờ còn nhiều, còn 700 đóng tiền trọ hết, là hồi cái giường này mướn 50, còn Dạ. 650. 650 mà cái hôm xuống đây tái khám lại là kêu đóng 5 triệu, mà không có tiền đóng 5 triệu. Đóng chỉ có 2 triệu thôi. Cái hôm bữa 14 tay xuống quay lại là bác sĩ hỏi còn 3 triệu xong đóng. Bây giờ hoàn cảnh tôi vậy, mạnh thường quân cũng đang giúp đỡ, tôi đang kiếm mạnh quân giúp đỡ cho tôi, thì tôi không có tiền, nếu mà bác sĩ không chịu khám thì tôi về, thì bữa nay bác sĩ khám luôn. Nhưng mà anh đã có những người thân hay là có mạnh thường quân nào giúp đỡ cho anh chưa? Nói chung là ở xã cũng cho lâu lâu cho gạo,
Đồ ăn nước mắm 5-700. Thì hôm nay thì tụi em gặp anh cũng là cái duyên á, thì em cũng xin sẽ là trích một cái khoản tiền của Mạnh Thường Quân đã gửi lên kênh. Thì tụi em cũng sẽ, em Thu Nguyên cũng sẽ đọc tên các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho anh Tài lang thang. Thì thứ nhất là có chị Mai Tú Trinh ở Mỹ gửi cho anh là 1 triệu. Thứ hai là có nhóm cô Trâm ở quận 10 gửi cho anh 1 triệu. Và thứ ba là có chú Hồ Giang Phong ở Úc gửi cho anh là 500. Tổng số tiền là 2.500.000. Thì Thu Nguyên cũng sẽ trao cho anh Tài luôn. Đây ạ. Em gửi anh là 1 triệu ạ. 2 triệu và 500 ngàn. Giờ trước cũng cảm ơn Thu Quyên với là các cô chú mình Hùng Quân đã giúp đỡ em là 2,5 triệu để điều trị vượt qua khỏi, khỏi cơn bệnh hiểm nghèo này. Giờ cũng cảm ơn chị Thu Quyên và các cô chú mạnh thường quân. Thu Nguyên cũng thay mặt anh Tài gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ anh. Và thật sự thì em cũng không biết là câu chuyện anh chia sẻ này, cũng chưa biết là trước đây anh chữa bệnh rồi chữa trị ra sao, nhưng hôm nay gặp anh đó thì anh chia sẻ bệnh tật và em cũng cảm thấy rất là chân thật. Và cái hồ sơ bệnh án của anh thì Thu Nguyên cũng thấy là anh có điều trị tại bệnh viện Ung bướu như mình cũng gặp ở dưới đấy, và sắp tới đây anh còn phải điều trị cũng rất là nhiều thứ nữa. Nhưng mà gia đình thì cũng phải không có nguồn thu nhập ổn định, nên là thôi cái phần tiền này gửi cho anh để anh lo thêm phần viện phí. Sau khi Thu Uyên chia sẻ clip này trên kênh YouTube, thì nếu mà có một mạnh thường quân nào có duyên với anh và họ giúp đỡ anh thì đây là tụi em sẽ liên hệ anh sau ha. Đóng. Nghe nói là bác sĩ không ông cũng mẫu như tôi như em thôi mà ông nói là bảo hiểm ông cũng 100% nhưng mà ông mẫu thêm 2 lần nữa là ông đóng trước 40 triệu là tiền chi phí vô thuốc vô hóa chất này kia nọ luôn á nhưng mà bác sĩ nó cũng còn khoảng gì đó còn dư trả lại nhưng mà phải có trước là 40 triệu đóng vô. Dự định tiếp theo của anh là như thế nào đó? Thì dự định của anh tiếp theo á, nếu mà có tiền á, thì phải mổ. Đó là khó khăn của anh là đi một mình rồi xong rồi ở nhà rồi ông không có ai chăm sóc. Đúng rồi, không ai chăm sóc ông già nữa. Thứ nhất, thứ hai nữa, giờ lên đây, mà giờ mổ á, nếu mà Mạnh Quân giúp đỡ được em mổ á, nhưng mà không có người lo nữa. Tại mổ đợt này bác sĩ nói là nặng dữ lắm, nằm mà không á. Tại vì mổ xong mà mổ xẻ từ trên rúng dài xuống tới dưới luôn, mổ xẻ chứ không phải là mổ nội soi nữa. Những lần trước thì anh Tài mỗi lần cái phần ruột này thì nó sẽ là mổ nội soi, mổ dễ hơn. Mổ dễ hơn rồi, tại mổ ra có mấy tiếng đồng hồ cho xuất viện nhưng mà không có người nhà. Tôi bước xuống đó là bước xuống đất đi băng ca, bước xuống đó là vừa đẩy ra tôi bước xuống qua qua cái giường nằm đó là nó đã bất chỉ rồi, không ai đỡ hết. Rồi nhưng mà sắp tới khi mà nếu mà có được mổ thì không có ai chăm sóc như này, rồi anh có lo lắng gì không? Và cái đó phần đó thì em lo rồi nhưng mà giờ nhờ ở xóm người ta cũng anh em ví dụ bạn gì ha, chú bác này kia nọ người ta cũng lo gia đình người ta chứ không lẽ người ta đi nuôi mình cái lau chùi cái thằng dơ này kia nọ đâu, cũng khó khăn. Anh có bao giờ khi mà nghĩ về cái hoàn cảnh của mình rồi, khi bây giờ là không có vợ ở bên cạnh chăm sóc á, thì anh có thấy là buồn tủi hay là có những lúc nào mà anh nản lòng thoái chí không? Nói chung cũng tủi lắm nhưng mà cố gắng để sống được bao lâu để có sức khỏe, ví dụ mình làm không được mình bán số để lo cho ông già chứ giờ có mình ổng. Nói chung là em cũng bán số hổm ra ngày 72 tờ bán vòng xóm đó. Với số còn còn ở đây người ta mua mà còn để đây bấm ghi tên luôn. Cái số này là hôm nay anh nhận để bán đấy hả? Bữa nay em hỏi người ta cái này là bán cho mưa với số Vũng Tàu này là bán ngày mai bữa nay nè, bấm ghi tên nè. Cái số này là hôm nay anh bán, anh Đúng rồi, nhận tiền đấy bán hả? hồi đi, đêm hôm người ta mua ủng hộ á, người ta mua trên mạng á đó, nhưng mà anh em quen biết không à, cách xa nhà cũng 10 mấy 20 cây số đó, bấm lại để cho nó có trúng, ví dụ trúng thì nó qua nhà nó lấy. Trưa bác sĩ không kêu chiều ấy là anh lãnh số anh bán rồi,
chiều vô khám tới 4 giờ mình mới điện người ta hồi người ta bữa ngày mai khám xong chiều tối về lấy bán đăng lên mạng á rồi mua mua ủng hộ người ta không có lòng giúp nhưng người ta mua ủng hộ với số mình nhưng mà lấy được có 70 tờ 72 tờ dạ hết anh này con bán hết đêm hôm luôn của người ta mua để là giữ cho người ta À, người ta mua ủng hộ nhưng dạ. mà gửi lại chỗ anh để giữ cho người ta, thì chúng thì báo người ta đúng không Đúng rồi. anh? À, hèn gì mà lúc nãy khi mà Thu Nguyên gặp anh á, thì thấy anh hay gọi điện với lại là Dạ. thao tác trên điện thoại nhiều, thì ra là anh có đăng bài trên Facebook rồi bán vé số để kiếm thêm thu nhập để Dạ. chữa bệnh. Chứ giờ ăn uống hàng ngày ở nhà giờ đâu có ai đâu có hai cha con mà ông già ông bệnh nữa giờ không lẽ mình nằm vậy Kỳ vọng của anh sắp tới là gì? Anh có thể chia sẻ em nghe không? thì nói chung em cũng kỳ vọng của em là mổ mổ để cho khỏe để về có sức khỏe để đi làm bán vé số bệnh của em là làm nặng và hết nổi rồi đó. Sống được nhiều sống lo cho ông già chứ giờ ông cũng mệt mỏi lắm mới có 6 7 6 8 tuổi Khi mà vợ anh bỏ anh đi lâu như vậy rồi á, sao anh không có tiến thêm bước nữa thì còn mình tại lao vì thao như vậy? lúc trước đó, bà nội còn sống á bà bị lẫn đi đó. Thì cũng không cũng hoàn cảnh khó khăn cũng không muốn lấy vợ nữa thì lúc đó mới đi mà thì giờ cũng lo cho bà nội rồi bà nội với ba rồi bà nội giờ mất hôm mùa dịch đó. Mất hôm mùa dịch thì giờ còn ba Vừa nãy thì Thu Quyên cũng đã chia sẻ hoàn cảnh của anh Tài đến cô chú anh chị. Và bây giờ cũng đã tối rồi, anh Tài đi khám về, chưa giờ cũng chưa ăn gì hết. Thì Thu Quyên cũng xin được tạm dừng clip ở đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip tiếp theo ạ. Dạ, Thu Quyên chào mọi người ạ.